xin chào các bạn, mình là Kim Dung từ bên Vita và phân nước hoa Vita. Hôm nay mình làm video này để review với các bạn một trong những chai nước hoa nổi tiếng của nhà Tom Ford mà mình rất là thích. Đó chính là chai Tom Ford Black Orchid. Đây, trên tay mình là chai nước hoa Tom Ford Black Orchid mình sẽ review với các bạn ngày hôm nay. Thì ban đầu mình sẽ nói sơ qua về cái chai nước hoa này. Thì Black Orchid được ra mắt vào khoảng năm 2006, được thiết kế bởi công ty sản xuất hương liệu và nước hoa nổi tiếng Givaudan. Đến ngày hôm nay thì Black Orchid là một trong những mùi hương được yêu thích nhất của Tom Ford. Khi mà ra đời thì Tom Ford mặc định là Black Orchid là hương thơm chủ đạo là hoa phong lan đen và chocolate dành cho phái nữ. Nhưng mà có một điểm rất là kỳ lạ, đó là mình biết rất là nhiều nam giới thích và sử dụng chai Black Orchid này, thậm chí là còn nhiều hơn nữ giới nữa. Và chai nước hoa này có gì hấp dẫn? Thì mình sẽ nói sơ qua một chút về cái thiết kế của nó ha. Black Orchid là chai nước hoa đầu tiên của Tom Ford, là nhà sáng lập của một thương hiệu thời trang nổi tiếng cùng tên. Ban đầu khi mà quan sát chai nước hoa này thì mình có thể dễ dàng thấy là thiết kế chai nước hoa này là thân chai màu đen, có những cái vân sọc thẳng hàng rất là đều với nhau như thế này. Ở phía giữa chai á, là mình sẽ có một cái nhãn kim loại màu vàng ống, đây nè, ghi tên Tom Ford Black Orchid, rất là nổi bật và trông rất là sang trọng ha. Đây là cái nắp còn chai nước hoa bên trong nó như thế này. Trong quá trình sử dụng thì mình cũng xin chia sẻ một số cái điểm mà mình đã tìm hiểu về cái mùi hương của chai Black Orchid này luôn. Thì khi mà mình vừa mới xịt cái chai này ra thì mình sẽ cảm thấy là nó có vị hơi hắc nhẹ. Top note của chai Black Orchid này là nấm truffle kết hợp với hương vị hơi chua chua một xíu của các loại cam chanh, mình hay gọi là nốt citrus. Thì truffle là một nguyên liệu rất là đắt và hiếm, và không có nhiều loại nước hoa sở hữu cái nguyên liệu này. Nấm truffle kết hợp với citrus và các loại cam chanh á, khiến cho cái top note của mình nó có vị hơi hắc nhẹ nhưng mà không hề khó ngửi tí nào hết. Sau một thời gian khoảng chừng 5 tới 10 phút thì mùi hương nó bắt đầu dry down xuống và mình có thể nhận ra là mùi hương hoa nhài. Cái mùi hương hoa nhài nó làm cho cái vị nồng của nấm nó cân bằng lại và mình cảm thấy là mùi hương có một chút ngọt ngào nữa. Cuối cùng là mùi hương chủ đạo của Black Orchid. Black Orchid là chủ đạo là hoa phong lan đen. Đây là một loại hoa lai và có cái hương vị rất là dịu dàng, rất là lãng mạn. Thì hoa phong lan kết hợp với sô-cô-la Mexico tạo nên một cái vị đậm đà và nồng nàn cho cái mùi hương này. Đây là một mùi hương mà mình cảm giác là nó đậm nè, nó bám tỏa tốt và nó rất là quyến rũ nữa. Rất là thích hợp để mình sử dụng trong cái môi trường mình đi làm có máy lạnh nè. Những mùa mà trời nó hơi lạnh một chút, hoặc là những nơi mát mẻ thì mình thấy là đây là một chai hoa rất là phù hợp để sử dụng luôn. Và nếu mà mình có điều kiện mình trải nghiệm lâu quá thì mình sẽ hiểu tại sao đây là một cái mùi hương mà khiến cho cả nam và nữ đều thích ha. Thì đánh giá cá nhân của bản thân mình về chai nước hoa Black Orchid này thì đây là một mùi hương unisex, định dạng là hương phương Đông á, luôn khiến cho mình cảm thấy là mùi hương này nó có cảm giác nó huyền bí và nó rất là quyến rũ nữa. Chai nước hoa này nó không những đẹp từ cái thiết kế bên ngoài nè, sắc đen chủ đạo của chai, mà các thành phần tạo nên mùi hương này cũng rất là hay nữa. Nếu mà ai mà hợp với mùi ngọt hoặc là thích cái ADN của nhà Tom Ford thì sẽ cảm thấy giống như mình, đó là mùi hương này nó biến chuyển trên da rất là tốt. Đặc biệt với những người hợp da thì nó sẽ mix với cái mùi cơ thể của mình, tạo nên một cái hợp hương khá là ấm áp và rất là quyến rũ luôn. Hiện nay thì chai Black Orchid này á, nó có các size là 30ml, 50ml và 100ml. Hãng định dạng cái nồng độ của nó là EDB, tức là Eau de Parfum. Cái nồng độ này khiến cho chai nước hoa này giữ mùi tốt và tỏa hương ra bên ngoài cũng rất là ok luôn. Hiện nay thì giá của nó chênh lệch từ khoảng là $130 cho đến $180 tùy size. Nếu mà bạn là một fan của nhà Tom Ford giống như mình và thích các mùi ngọt, ngào, ấm áp, quyến rũ thì mình có thể thử chai nước hoa này ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video của mình.